Tập 20. Cái này cho anh Vĩnh, cậu xem có thích không? Phải dùng đấy. Hai chiếc băng đô này là của ai? Là của mình. Là Tiêu Vũ Hàng mua cho cậu chứ gì? Mang ra khoe với bọn mình, có phải không? Cố tình cho mình xem đúng không? Cái này là cho Hiểu Mộng. Cô ấy đâu? Đúng lúc các cậu đều ở đây. Mình vừa gặp Hiểu Mộng ở bên ngoài, tâm trạng của ấy không tốt lắm, cứ khóc suốt. Các cậu có ra xem thế nào không? Đi thôi. Không nghe điện thoại. Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Được. Chia nhau ra tìm đi. Được. Bố con chơi bài thua hết tiền, ngoại tình, Tiểu Quy lại không chịu đi học. Mẹ không thể việc gì cũng tìm con, việc gì cũng bắt con chịu trách nhiệm được. Con còn đang đi học, con có thể giúp được gì cho mẹ chứ? Không thể sống tiếp được thì mẹ có thể ly hôn mà. Bạn ơi, bạn có nhìn thấy Hiểu Mộng không? Hiểu Mộng ở bên kia. Cảm ơn bạn nhé. Con cũng nói để mẹ hiểu luôn. Bây giờ con chỉ có con đường duy nhất là tuyển thẳng nghiên cứu sinh thôi. Vì vị trí lên bảng xếp hạng mà đến chị em cùng ký túc xá con cũng tố cáo rồi. Rốt cuộc mẹ còn muốn con làm gì nữa? Cậu biết mình không gian lận mà. Xin lỗi cậu. Như vậy đi. Viết đến đây rồi à? Sao lại sai nhỉ? Các cậu vẫn đang viết à? Thôi đủ rồi đó, viết xong rồi. Về nhà nhớ ôn tập lại trọng điểm của chương 5. Sau đó tuần sau chúng ta chuyển sang khâu thí nghiệm, chuẩn bị trước chương 6. Hôm nay đến đây đã. Chị Tây Khê, em có hai vé xem đêm nhạc cuối tuần này. Chị có thể đi cùng em không? Cảm ơn. Cuối tuần tôi có hẹn rồi. Đúng, cô ấy có hẹn rồi. Yêu nhau thật rồi. Là thật đó. Trân Trân. Em mua bữa sáng cho anh, để trên bàn anh rồi đó. Chắc nửa năm. Bảo sao chuyển động của mất lại giật thế. Đang nghi không biết có phải chương trình có trục trặc không. Không rõ nữa. Tối về tôi sẽ chép lại toàn bộ số liệu test xem sao. Có phải bộ kiểm soát vận động trục trặc không? Chắc không phải. Ban nãy kiểm tra một lượt rồi. Anh nghĩ chắc là ổ đĩa server hỏng rồi. Hay là thử lắp thêm bộ kiểm soát vị trí bên ngoài. Thầy Đỗ, Tiêu Vũ Hà, trường chúng ta phải đi Tân Giang chiêu sinh. Em phải đi cùng đấy. Cụ thể thì đến văn phòng tôi đi. Tôi sẽ giới thiệu qua cho em nghe. Vâng, lát nữa em sang. Tình hình đại khái là như vậy đấy. Vậy đi, còn lại em cầm tài liệu này về, mang về tự đọc kỹ vào. Cuối tuần đi, cuối tuần chúng ta xuất phát. Dân. Trường trung học số 1 thành phố Tân Giang. Sao vậy? Thầy Đỗ,
Em muốn xin phép thầy một việc. Lần chiêu sinh này có thể cho em đưa Tô Trần Trần đi cùng không? Cô ấy là người bản địa, lại tốt nghiệp trường trung học số 1 đấy ạ. Có rất nhiều học sinh là đàn em của cô ấy. Nếu đưa cô ấy theo thì sẽ đỡ được nhiều việc đấy ạ. Chuyện này bụng dạ của mấy cô cậu thanh niên các em, nói thật là trước đây tôi mù mờ lắm, nhưng hiện giờ tôi rất thấu hiểu. Vậy rốt cuộc ý thầy thế nào ạ? Còn ý gì được nữa? Cho phép rồi đó. Vâng ạ, lần này em lại. Vậy em ra ngoài nhé. Cảm ơn thầy Đỗ. Tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Vâng ạ. Cái đôi này đánh xếp vậy. Thầy Đỗ đồng ý cho em đi cùng anh chiêu sinh rồi. Chúng ta có thể cùng về nhà rồi. Trần Trần, em, cái ghế này cũng được đó. Không có gì. Trần Trần, có phải lần chiêu sinh này có phải em cũng đi không? Anh cần thống kê số người ở khách sạn. Em xem em về nhà hay là đi cùng bọn anh. Em gọi điện cho bố mẹ xác nhận lại rồi báo cho anh được không? Được, em hỏi xong thì báo anh. Vâng. Anh Vĩnh, sao cậu lại đến phòng thí nghiệm của mình? Mình đến để làm thủ tục chuyển phòng thí nghiệm. Cậu muốn sang phòng thí nghiệm của bọn mình á? Tốt quá đi. Mình muốn mở rộng hướng nghiên cứu. Mình cũng nói chuyện với thầy Đỗ rồi, thầy đồng ý nhận mình. Thế nên chỉ còn thiếu đơn xin này nữa thôi. Tốt quá đi. Mai tự cũng làm ở tầng này. Vậy sao chúng ta có thể cùng đi rồi? Thế nào, buổi tối mở party trong phòng chứ? Mình thì được. Hôm khác đi. Trừng trừng, chuyện của Hiểu Mộng, quả thật cô ấy làm vậy hơi quá đáng. Nhưng mà chắc cậu ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng. Dù sao không phải ai cũng đứng dưới ánh sáng mặt trời mà không sợ hãi điều gì. Nhưng Trừng trừng à, cậu phải tin là chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, nhất định Hiểu Mộng đã coi cậu là người bạn thật sự rồi. Alo, Đông Mậu. Được chứ. Đã đến tận cửa nhà mình rồi, cỡ khách sạn làm gì? Vậy chẳng phải người ta cười cho sao? Hôm nào con về, mẹ thấy hết cả trải giường, giỏ chăn trong nhà luôn một thể. Được chứ Trừng Trừng. Bố với dì của con đều hoan nghênh con về nhà ở. Hôm nào con về thì nói với bố một câu, bố đến tận nơi đón con. Ngày mai Tiêu Vũ Hà sẽ về nhà cùng cậu hả? Trời ạ, chẳng phải hai người chỉ mới hẹn hò thôi sao? Giờ đã về gặp bố mẹ rồi, tiến triển thần tốc vậy. Đã bảo là cùng về chiêu sinh rồi mà. Đó là công việc chứ có phải hẹn hò đâu. Đồ thần kinh. Công việc. Alo. Mất xảy ra vấn đề. Anh không đi cùng em được rồi. Không sao. Vậy anh cứ yên tâm giải quyết vấn đề của Mất trước đi. Em đến Tân Giang chờ anh. Chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Được, bye bye. Mai cậu về nhà một mình à? Anh ấy
Bận chút gì? Trừng trừng, lát nữa em không cùng bọn anh vào thành phố thật đấy à? Em... Được trừng trừng, con nói với bác tài xế dừng ở cửa ngõ vào thành phố Tân Giang. Bố đến đó đón con. Anh Trương Lực, lát nữa bố em đến đón em rồi. Chắc đến chỗ trước mặt, em xuống xe luôn. Vậy cũng được. Cảm ơn. Alo. Alo. Em đến rồi à? Em vừa xuống xe buýt. Bố em nói lát nữa sẽ đến đón em. Anh yên tâm đi. Được. Vậy em chú ý an toàn nhé. Tiêu, tôi vừa điều chỉnh lại điều khiển trở kháng. Cậu qua đây xem giúp tôi đi. Ừ. Nhưng số liệu này... Alo bố ạ, bố với dì đến chưa? Con đang ở cửa ngõ cho thành phố rồi, mãi không nhìn thấy mọi người. Trần Trần, ban nãy lúc ra ngoài em trai con vấp ngã. Bố đưa thằng bé vào viện băng bó, nên không đi đón con được rồi. Hay là con gọi xe, hoặc là bảo mẹ qua đón con đi. Vâng, vậy con hiền ngang không khóc nhé. Cô đang giúp con khử trùng rồi. Em trai con phải băng bó rồi. Không nói nữa nhé.
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi. Alo, em đến nhà chưa? Sao vừa rồi em không nghe máy vậy? Vừa rồi em phải xách vali, không nghe tiếng điện thoại. Em đến rồi, em đang ở chỗ mẹ. Vậy mẹ em có nhà không? Có lẽ mẹ em có chuyện ra ngoài rồi, chắc chút nữa về thôi. Anh không cần lo cho em đâu. Mẹ gọi cho em, chút nữa em gọi lại cho anh nha. Alo mẹ, sao mẹ không có nhà vậy? Con đang ở trước nhà mẹ này. Con quên mang chìa khóa rồi. Chừng nào mẹ mới về nhà vậy? Ôi, anh con vừa mới có em bé đó. Mẹ với chú đang ở nhà nó, trông con giúp nó. Chẳng phải bố con bảo con đến nhà máy ở sao? Sao lại chỗ quẻ thế? Chẳng tin được chút nào. Vậy chút nữa mẹ dỗ bé ngủ rồi mẹ về với con nhé. Được rồi, không nói nữa.
Trừng trừng. Không khóc nào. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Đến rồi. Vẫn ở được. Nhà này vẫn còn giữ sao? Cũng lâu rồi anh chưa về. Em cứ thoải mái đi. Anh dọn dẹp trước đã. Tiêu Vũ Hà, tại sao hôm nay anh lại đột nhiên xuất hiện vậy? Đến đâu rồi? Vẫn chưa đến à? Vẫn không liên lạc được với Trừng Trừng à? Giờ này chắc có thể bắt kịp chuyến tàu cao tốc cuối cùng đấy. Tôi sẽ canh chừng mớt giúp cậu. Được. Đi đi. Cảm ơn nhé. Vui không? Em dọn dẹp giúp anh. Không cần đâu. Em giúp anh mà. Không cần mà. Em giúp anh. Em giúp anh. Được.
này là anh hồi nhỏ hả? Dễ thương quá ha. Tấm này nữa. Tấm này là lúc nào? Tấm này chắc là năm anh 6 tuổi. Hồi nhỏ anh dễ thương hơn, bây giờ nhiều đó. Đây là cô chú à? Lúc trẻ mẹ anh có khí chất lắm đó. Tấm này là chụp hồi trung thu. Lúc đó bố với mẹ anh vẫn chưa cãi nhau. Vậy mấy cái lá trong quyển tập này thì sao? Cũng là mọi người cùng nhặt à? Quyển vở này có câu chuyện của nó. Câu chuyện gì vậy? Trước đây bố anh học kiến trúc đô thị. Nơi ông thích nhất chính là vườn thực vật. Lúc nhỏ, mỗi lần đón trung thu, ông ấy đều dẫn mẹ anh và anh cùng đi đến vườn thực vật. Đi qua một khóm hoa, một bụi cỏ, đều sẽ kể anh nghe nguồn gốc của cây đó, chủng loại của hoa đó. Nếu thấy hoa rơi, lá rụng, nhà anh sẽ mang nó về làm thành tiêu bản. Lúc nhỏ mẹ anh không thích ra đường, chỉ có vườn thực vật là mẹ chịu đi thôi. Hồi nhỏ bố mẹ cũng rất cưng em. Sau này có một hôm, không biết tại sao, họ lại chia tay. Em bỗng trở thành một người không có gia đình. Em rất rất ghét lễ Tết. Lễ Tết bình thường đã không thích, nghỉ hè nghỉ đông lại càng không thích, vì em không biết phải đi đâu. Dường như đi đâu cũng là nhà người ta. Em giống như một kiện hành lý, không biết sẽ đột nhiên bị dứt bỏ lúc nào. Anh cũng không thích lễ Tết. Nhưng giờ thì anh thích rồi.
Em tắm xong rồi à? Vậy chúng ta ý anh là trải giường xong rồi. À đúng rồi, anh ngủ ở ngoài. Vậy em nghỉ ngơi sớm nhé. Ngủ ngủ ngon. Anh ra ngoài trước nhé. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Được. Anh ở bên ngoài. Đêm sợ thì cứ gọi anh. Ngủ ngon. Với kinh nghiệm chiêu sinh năm ngoái của tôi, trong giai đoạn này, điều quan trọng nhất chính là xây dựng một nền tảng tình cảm. Đầu tiên chúng ta phải làm rõ chuyên ngành mà những học sinh này muốn hướng đến rốt cuộc là gì. Hãy nhận được thông tin, phải nhanh chóng đồng bộ với mọi người. Những bạn có chuyên ngành giống nhau thì phải lập tức tìm họ nói chuyện. Phải dùng góc độ đàn anh đàn chị, nói thật cho họ biết cảm nhận về cuộc sống, về học tập ở trường. Giáo trình trong trường có khó không? Hoạt động ngoại khóa là gì? Điều kiện ký túc xá thế nào? Nói chung, xây dựng được lòng tin lẫn nhau là quan trọng nhất. Chỗ tôi có một tập tài liệu, các bạn truyền nhau đi. Các bạn phải xem nghiêm túc đấy. Các bạn vừa xem vừa nghe tôi nói. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta lần này chính là hai tớp thi học sinh giỏi của hai trường trung học ngoại ngữ và trung học số 1. Đặc biệt phải chú ý đến trường Nhất Trì, Dương Bỉnh Duệ, Hồ Tịch Vũ của trung học ngoại ngữ. Vì ba học sinh này có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong cuộc thi lần này. Thế nên chúng ta nhất định phải làm tốt công việc của mình, tranh thủ được họ tin tưởng chúng ta, hướng về chúng ta, lựa chọn chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể về sau trong lần chiêu sinh này. Có lòng tin không? Có. Trường chúng tôi có lịch sử lâu đời, có nền tảng văn hóa sâu rộng. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã xem lý lịch của bạn rồi. Bạn từng tham gia rất nhiều cuộc thi lập trình mà thứ hạng đều rất tốt. Bạn biết khoa kỹ thuật của Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Nam chúng tôi giỏi thế nào mà. Nếu bạn vào trường chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ có không gian phát triển rất lớn. Đăng chị, xin lỗi nhé, em đi trước ạ. Chào bạn, chào mừng bạn đăng ký với Đại học Minh Giang. Đại học Minh Giang chúng tôi rất mạnh về các ngành cơ bản. Bạn phải biết bậc đại học thì phải nắm vững cơ bản. Trường chúng tôi có rất nhiều hoạt động. Bạn xem trường đối diện đi, rất khô khan. Mà tỷ lệ nam nữ bạn cũng biết rồi đấy. Trương Lực, Trương Trưng, thầy Đỗ, các bạn vất vả rồi. Tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi. Tốt lắm, dòng trao đổi vừa rồi tốt lắm.
Rất nhiều học sinh chúng ta nhắm trúng, cũng mạnh mẽ bày tỏ muốn thi vào trường mình đấy. Vậy thì tốt. Nhưng không được lơ là. Bên trường ngoại ngữ sắp tới. Chắc chắn rồi ạ. Thầy Đỗ, vừa rồi Trường Trừng giỏi lắm đấy. Em ấy đã lấy mấy tấm hình tòa nhà thí nghiệm và thiết bị để dụ các đàn em đăng ký đó. Đâu có đâu, kể đúng chỗ ngứa thôi ạ. Hơn nữa, tòa nhà thí nghiệm mới hoàn thành của chúng ta đỉnh vậy cơ mà. Đương nhiên phải lấy ra khoe khoang chút chứ. Cái chủ yếu là em nói với họ rằng ký túc xá của chúng ta có điều hòa, lấy để dụ họ. Sao bảo 11 giờ là đến thời gian để trao đổi với bên trường ngoại ngữ mà. Sao đến giờ vẫn chưa tới nhỉ? Đúng đó thì Đỗ. Với lại bên đại học Minh Giang cũng ít người hơn hẳn.